Hello cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài live stream của shop em trưa ngày hôm nay nha. Vào liền live stream săn sale liền các chị ơi, rất là nhiều mẫu đồng đẹp đang được sale cực kỳ rẻ cho cả nhà mình luôn. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình comment phía dưới cho em ha, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho mã đường nha các chị ơi. Rồi đặt hàng thì mình comment theo cú pháp quen thuộc giúp em nha, mã số với số điện thoại cho mã đường luôn nè. Ngoài ra thì các chị yêu mình đặt hàng bên shop em mà mình dùng đơn cho em 600 ngày đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha các chị. Cố gắng đặt hàng thật là sớm rồi mình dùng đơn luôn cho em ha. Thấy bài live stream của em cả nhà mình vào chấm bài tương tác giùm em cái nha các chị ơi. Các chị mình thấy bài live stream của em vào chấm bài tương tác giùm em nha. Em chào chị Mai Nguyễn, em chào cả nhà mình mới vô luôn ạ. Rồi bây giờ mẫu đồng đầu tiên em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1452. Thì ngày hôm nay 1452 em sẽ sale luôn cho cả nhà mình, giá của nó là 199.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền 199.000 đồng thôi. Cái em đồng này trời ơi, quá trời quá đất đẹp nè các chị, 199.000 đồng thôi. Đồng này thì em còn số ít cơ chứ còn không có còn nhiều nha các chị. Đồng này chất liệu 7V nha cả nhà mình ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1452, giảm mạnh cho cả nhà mình là 199. Em còn đúng 16 cái size 2XL từ 58kg cho tới là tầm 65-66kg ha. Chất liệu 7V, vải này mặc siêu mát luôn các chị yêu ạ. Vải mềm mại nè, mặc mát, may 2 lớp cho cả nhà mình, kèm luôn 2 túi và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1452. Chị khách là mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn. 1452 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chị chốt đơn trong bài live stream nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài. 1452 em sale giảm giá cho cả nhà mình luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi, 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách là mình đặt hàng thì mình tranh thủ ha. Nên vậy của nó sẽ là màu hồng da và có phối với cả nhà mình hoa màu trắng trắng như thế này đó. Chất liệu 7V, may kỹ 2 lớp, 199.000 đồng, đồng rẻ của em. Em cảm ơn chị yêu mình ạ. Đồng này ngày hôm nay phải nói là em sale rẻ xuất sắc cho cả nhà mình luôn á. 61kg, mặc size 2XL vừa chị. Rồi size M hả chị, xíu này em lên cho chị luôn. Size M là bên em có bao ra, hiện tại là size M đang sale rất là nhiều chị nha. Chút nữa em lên cho chị mà size M sale 99.000. Còn bây giờ nè, lên trước em đồng đầu tiên này á, thì giá của nó chỉ có là 199.000 đồng thôi, mã sản phẩm là 1452. Bây giờ chị khách nào mình chưa có cái đồng này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em luôn này các chị. 1452 với số điện thoại cho em là được ha. Nên vậy của nó là màu hồng da như thế này nha các chị ơi, màu hồng hồng cam cam á các chị. Dễ mặc cực kỳ, mặc lên cái đồng này không phải lúc nào cũng có cái màu này đâu nha các chị. Đồng em bán rất là chạy, hiện tại em chỉ còn 16 cái size 2XL cuối cùng. Và đồng bên shop em thì thường là em về một đợt để em qua luôn chứ em không có về đi về lại. Cho nếu như cả nhà mình thích thì mình đặt hàng luôn trong cái đợt này cho em ha. 1452 với số điện thoại cho em là được, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi. Rồi ok, bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình, cùng xem thêm một cái em đồng khác nữa ha. Thích đồng này của em thì mình nhanh chóng đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. 1452 với số điện thoại cho em là được, 199.000 đồng cả nhà nha. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì dùm em tư vấn cả nhà nha. 14 ủa em tắt cái gì rồi. 1452 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Hôm nay em sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Em chào chị Trịnh Lý ạ. Rồi bây giờ lên luôn cho mình cái em đồng này. Lẻ size, có size nhỏ cho các chị mình. Chậm xíu quá vậy nha. Ôi nó bị đứng rồi ta ơi. Rồi 1452, 199.000, chỉ có giá là 199.000 đồng thôi. Đó, thích đồng này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm lấy giùm em tư vấn luôn ha. Lên làm dây xích hả chị? Rồi ok, chờ em xíu nha, em mặc nốt cái đầm size M này em lên làm dây xích cho chị nha. Các chị mình thích em lên mẫu đầm nào bình luận nhanh nhanh cho tay giùm em nha các chị. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mình cái em đầm này. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361 cả nhà nha. Cổ đắp chéo, tay lỡ nè, ôm form dáng đầm body, khóa khế phía sau. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361, hôm nay em giảm giá cho cả nhà mình luôn. Với mức giá chỉ có là 99.000 đồng thôi, 40-55kg nha chị. Đầm này cũng chỉ còn vài cái thôi, với chất liệu vải Atashi kim tuyến ánh nhũ ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1361 nha, sale rẻ cho cả nhà mình luôn, 99.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em ha. 1361 với sáng thời. Nền đen chấm bi trắng, phối kim tuyến nha cả nhà mình, phối chỉ kim tuyến co giãn nha các chị, khóa kéo ẩn phía sau lưng. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người 1361 sale rẻ cho cả nhà mình luôn.
99.000 đồng. Em chào chị Dung Thúy nha, em chào cả nhà mình mới vô luôn ạ. Rồi còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa không, mình nhanh tay lên đơn sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được luôn ha. 1361 ngày hôm nay em sale giảm giá, 1361 ngày hôm nay em sale giảm giá cho các chị yêu mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng, 1361 99.000 đồng. Rồi bốn mỗi một size, một size cuối cùng. Đồng nào cũng vậy các chị ạ, thường thường là về là 4 size đó, nhưng mà bán hết rồi, bây giờ em chỉ còn cho chị yêu mình là size M một cái nha các chị ơi, một cái cuối nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đồng khác, đồng này còn cái cuối nha, em qua nhanh nha các chị ơi, nó còn hết rồi. Dạng qua tiếp cho mình a đồng dây xích đúng không chị? Đầm dây xích hôm nay có giảm giá luôn. Đầm dây xích chị nào hôm nay đặt hàng em giảm giá. Cái này mà nó đẹp từ cái chất liệu cho tới cái form dáng này các chị. Màu sắc thì phải là quá đẹp luôn. Và đầm dây xích mình yên tâm, mặc lên là không bao giờ sợ qua thời lỡ mất. Chị Phan Thanh Tuyền ơi, 1361.bi em vừa hết rồi nha. Em có một cái à, nãy chị nào đặt hàng á, em kiểm tra ra có một cái là em vừa hết luôn rồi chị ạ. Tiếp tục cái mẫu đầm này nè chị. Mẫu em đang mặc cho người, mã sản phẩm là 1464. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464 cả nhà nha. Thiết kế đầm này sẽ là của sơ mi cho cả nhà mình. Tay lỡ nè, ôm eo, dáng đầm phong xòe, mã sản phẩm là 1464. Rồi bây giờ chị nào mà mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn luôn cả nhà nha. 1464 với số điện thoại cho em vào được cả nhà ơi. Quá xuất sắc luôn. Cái đầm này phải nói là quá xuất sắc luôn này các chị ạ. Cổ sơ mi, tay lỡ, ôm eo, dáng đầm phong xòe. Đó. Em may cho cả nhà mình á, đầm này chút là vậy chút phong nha cả nhà mình. May kỹ hai lớp, kèm luôn hai túi khóa kế phía sau lưng. Trời ơi nó đẹp cả nhà. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. 1464 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài nha các chị. 1464 299.000 đồng chốt luôn. Trời ơi nó đẹp cả nhà. Cái đầm này cái dáng nó dài nha chứ nó không có ngắn đâu. Dạ. Rồi ok chị cứ việc nhắn tin em tư vấn. 64 cái gì mặc size 2 XL là được. Thật sự ra là cái em đầm này á các chị xem mở đã mặc vừa rồi. Mình cũng không có cần là phải cuộn cái eo nữa. Nhưng mà nếu như chị nào mặc hơi rộng thì mình cột eo vào cho em nha. Khóa kéo phía sau lưng cho cả nhà mình luôn và cả nhà nhìn giùm em. Cái nền vải của nó là màu đen và có phối với cả những cái họa tiết dây xích như thế này thì diện lên phải nói là nhìn rất là bắt mắt luôn đó, không hề kén da người mặc, không hề kén dáng người mặc luôn, tại vì những cái họa tiết này nó chạy theo cái chiều sọc dọc đó các chị, cho nên rất là dễ mặc. Cả nhà ơi chấm bài tương tác rồi mình chia sẻ livestream cho em nha. Chị khách nào đặt hàng ngày hôm nay chia sẻ liền cho em mà livestream này nha các chị. Đầm này chất liệu vải chuyên phong, hàng vải đẹp cho cả nhà mình, đảm bảo không có shop nào thứ hai mà bán cái vải đẹp như thế này, mình giá 299.000 đồng các chị yêu ạ. Đó nó chỉ bằng một cái áo sơ mi bình thường thôi, rất là rẻ luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm cho em luôn là 1464 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nền vải màu đen, họa tiết dây xích theo chiều sọc dọc, may kỹ cho cả nhà mình hai lớp, kèm luôn cả hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1464. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm cho em luôn ha. 1464 với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng sớm để giúp em. Chị Đinh Thi ok có đơn hàng 1464 luôn ạ. À. Em sale cho cả nhà mình luôn 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay cả nhà nha. Các chị ơi chấm bài tương tác và mình chia sẻ livestream liền cho em bài livestream này ha. Cả nhà mình mỗi chị cho em xin một chấm đi các chị. Mỗi chị theo dõi livestream chấm bài tương tác cho em cái nha. Cả nhà thích đồng nào của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho các chị mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464 nha các chị. Ngay ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng. Quá trời xuất sắc này các chị. Đó, đầm sơ mi rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa. Cái đầm này quá rẻ đúng không các chị? Em có về cho cả nhà mình. Ủa em có cái đầm này. Đó, sơ mi sọc caro. Cho xem 1429 chị Thu Vinh ok luôn. 1429 ngày hôm nay em vẫn đang giữ giá 199 nha các chị ơi. Chị nào mà mình coi cái mẫu đầm này em vẫn giữ giá 199 nha. Cả nhà mình nhanh tay lên đơn đi. Nay mai nó lên giá rất là ổn. Rồi, E84 mặt vừa nha chị. E84 mặt vừa size 2XL. Vừa đẹp luôn chị, ở đây em cao 1m65 này chị. Đầm này em dài nè, phủ hẳn cái bắp chân của em.
dài qua gối em một khúc như vậy luôn nè chị. Chị thích mặc dài chị để dài, chị mặc chị không thích mặc dài thì chị lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của chị mà không hề sợ bị mất phong đồng luôn. 1434, 1434 em hết hàng rồi chị ạ. 1434 em hết hàng, hình như còn vài cái size 2X á, còn 1 2 cái size 2XL gì đó chị. À, để các bạn gửi hình cho chị được không chị Trần Ngọc Huệ ơi. Chị Trần Ngọc Huệ mình có ảnh giùm em được không? Hiện tại cái váy đó em bán hết rồi, nó không có ở đây. Nó chỉ còn có 1 2 cái sót kho thôi à. Đây tiếp tục cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người 1429 hàng mới về. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429 nha các chị. Đồng này á em đang có cho các chị yêu mình á là đủ size cổ vest cho cả nhà mình, mà cái màu này màu xanh cốm thì hiện tại thì em đang giữ giá cho cả nhà mình luôn với mức giá là 199.000 đồng trong livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mà thấy giá nó còn rẻ thì cả nhà mình tranh thủ đặt hàng luôn nha. Nhiều khi nay may nó lên giá rất là ổn các chị ạ, tại vì đây là hàng mới vừa về. Và cái gam màu này cả nhìn thấy sao ạ? Rất là dễ mặc luôn và mặc lên thì nó là siêu trắng. Em may cho cả nhà mình á, cái em đồng này là em may cho cả nhà một lớp thôi, chất liệu vải kara sọc, nhiều chị còn gọi là chất liệu vải kate các chị. Vải này thì tương đối dày dặn ha. Sơ mi nào đẹp cho chị xem với. Sơ mi thì mẫu nào cũng đẹp hết trơn chị ạ. Đó, mình thích sơ mi nào. Sơ mi này cũng đẹp nè chị, sơ mi này gọn hết rồi nè. Sơ mi này mặc lên siêu trẻ luôn, màu đen trắng. Còn 1434 thì em hết rồi. Bây giờ có em có cái mẫu đồng này tự tưởng 1434 này chị, chân váy có xếp ly. Cái này là 1461. 1461 chân váy xếp ly cũng chỉ còn hết thôi. Đó, rồi. Sơ mi thì em bao la xíu nữa em lên ha. Sơ mi màu trắng này chị. Sơ mi màu trắng cũng xinh, hay là chị yêu mình lấy cái sơ mi này đây, sơ mi này bao đẹp luôn, sơ mi màu xanh lông công. Chờ xíu mặc thử mình coi nha. Bây giờ nè chị, cổ vest đầm em đang mặc trên người 1429, em đang sale là 199.000 đồng mã sản phẩm 1429. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình comment liền phía dưới cho em 1429 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Thiết kế đầm này sẽ là cổ vest cho cả nhà mình, tay lỡ nè, ôm form, dáng đầm form xòe, khớ phối cho cả nhà nguyên màu hàng cúc phía trước và cúc này cúc cách điệu nha. Có cách điệu không có cài được nha các chị ơi. Khóa kéo nằm đằng sau lưng cho các chị mình. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429. Chị khách nào mình đặt hàng đồng này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em. 1429 với số điện thoại cho em là được ha. Chị Nga Mai ok trước đơn hàng của chị yêu mình luôn ạ. 1429 ngày hôm nay sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng. Em cao mấy 65 đồng phụ gối, kèm thêm cho cả nhà cái túi phía trước và khóa kéo phía sau lưng, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Còn cái đường may mũi chỉ thì nó như vậy này các chị ơi, xuất sắc chưa. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1429, vải dày dặn mặc lên cực thích nha các chị. 1429 với số điện thoại 52kg lấy xanh lời cho em đó chị. Em đang có cho cả nhà mình 4 size, đây là hàng mới, hàng mới vừa về nha cả nhà ơi. Chú ý dùm em, đây là hàng mới về cho cả nhà mình, đều có đầy đủ 4 size 40-65kg. Giá này thì nó rất là rẻ cho một cái em đồng cổ vest và đang còn đầy đủ size cho cả nhà có thể tha hồ chọn lựa. Nhiều khi bây giờ mình chần chừ thì ngày mai ngày mốt nó lẻ size của mình, nó không có còn size của mình nữa, hoặc mai mốt nó lên giá thì rất là ổn luôn. Cho nên bây giờ cả nhà thích thì mình nhanh tay lên đơn sớm cho em theo cú pháp mã số 1429 và kèm cho cái số điện thoại là được nghe các chị. 199.000 đồng, chỉ có giá 199.000. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu khác nha. Sơ mi để mà nói đẹp á thì em đang có hai cái mẫu đồng này là đang rất là nổi trội chị. Một là sơ mi màu xanh lông công, còn hai là sơ mi chấm bi đó, hoặc là sơ mi này, sơ mi suông chị. Sơ mi suông này cái họa tiết mặc lên nhìn nó rất là trẻ đó. Còn thứ tư là sơ mi dây xích đó, em có thêm với cả nhà mình rất là nhiều mẫu sơ mi, giống như là sơ mi da beo, sơ mi da beo cho chị yêu mình nè đó, rồi sơ mi hoa màu xanh biển, rồi sơ mi này, sơ mi xanh rêu hoa đỏ đỏ đó, rồi sơ mi cụ màu đỏ. Thì em nói chung là em có rất rất là nhiều sơ mi màu vàng cũng có nè chị, rồi sơ mi màu trắng cũng có luôn, sơ mi màu trắng chân váy xếp ly cũng có luôn chị ạ. Đó thì em đang có rất rất là nhiều cái mẫu sơ mi, thì các chị mình thích cái mẫu đồng nào á thì mình cứ việc bình luận cho em sẽ tư vấn giao hàng cho cả nhà mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1429, ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn với mức giá là 199.000 đồng ha. Thêm lên sơ mi chấm bi đi chị, sơ mi chấm bi là hàng hot em bán rất là chạy, hiện tại còn có 3 size thôi ạ. Lên luôn cho mình ha, sơ mi chấm bi là em thấy là vừa dễ mặc mà vừa được nhiều chị săn đón, ngày hôm nay nó lẻ size luôn.
Đẹp quá, cảm ơn chị ạ. 59kg sẽ XL đi chị. 59kg em dưới 80 không? Em dưới 80 lấy XL, còn em trên 80 thì lấy size 2XL bên em ha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình thì bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm cả nhà nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được các chị yêu ạ. Rồi đây tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1469. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1469 chị nha. Mặc sơ mi màu trắng chị coi thử rồi ok chị, sau mẫu đầm này lên sơ mi trắng nha chị ơi. Giờ này em mới thấy bình luận của mình em. Cả nhà mình thích em mặc cái mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em nha các chị. Rồi tiếp tục này các chị ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1469 rồi cái lòng này đẹp này các chị. Nền vải của nó là màu đen ha, phối cho cả nhà mình chấm bi. Nền đen phối chấm bi cho các chị yêu mình, có khóa kéo phía sau lưng 1469 để em xem. 299.000 đồng còn 3 size các chị ạ, size M hết hàng. Size L 8 cái, XL 14, 2X còn 26 cái. Trời em còn nhiêu đó thôi cả nhà ạ. 1469 nha. 299.000 đồng chút luôn cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1469. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn luôn. Trời ơi đẹp quá nha nhà ơi, với chiếc này vậy nè, vậy von cá ha. Phần tay này các chị em sẽ may gập lên như thế này và có cố định lại luôn. Còn cái nút ngọc tay này thì em cũng may vô luôn nha các chị. Cái nút ngọc tay này em cũng may vô cái này vậy luôn nha. Cho cả nhà mình yên tâm, phải nói là châm châm chút từng cái chi tiết nhỏ cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi đầm này hôm nay là 299, 50kg cho tới 66kg. Và em tối nay em tầm 86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1469, đầm phủ gối cả nhà nha. Hai lớp khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1469, 299.000 đồng. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em luôn. Mã số 1469 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài live stream ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn. Cổ sơ mi này các chị ơi, phần cánh tay á thì nó sẽ phồng phồng như thế này đó, thoải mái ha. Cổ tay được gập bẻ lên kèm thêm cái nút ngọc trai, khóa kéo phía sau lưng 1469. Rồi chị Nguyễn 6 1469 ok, 299.000 đồng em đầm này cả nhà đó, rất là đẹp cho cả nhà mình. Mua hàng về nhà được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán luôn. Chị khách là mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn. Và chờ hàng cái này chưa ủi nha các chị, em kiếm cái nào ủi rồi mặc lên cho nó đẹp. Đây cái này y chang các chị nha, y chang không khác gì nha các chị, chỉ là có cái ủi rồi có cái chưa thôi. Rồi để mặc cái sơ mi trắng cho mình coi em giới thiệu trên livestream như nào đảm bảo bên ngoài y chang vậy nha. Chị Hòa Lê ok. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dùng đơn 600.000 đồng em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc nha các chị. Sơ mi chấm bi là một trong những cái màu mà ta nói nó dễ mặc nhất á các chị, mà chấm bi này chấm bi nhỏ nhỏ. Nhưng khi các chị mình diện ơi nhìn dáng nó gọn. Em đang mặc trên một cái size lớn cả nhà nha, hết size nhỏ em mặc luôn rồi. 50 cho tới là tầm 66kg và eo tối đa thì eo 86 độ V. Đầm này thì cái vong của nó cũng thoải mái các chị ạ. Dáng xòe, đầm này dáng xòe nha các chị, xòe nhẹ ha. Đó, nhiều khi cái vải còn nó mềm rũ á, cả nhà mình thấy tưởng nó là nó dán á, dán suông, không có đâu các chị, dán đầm xòe nhẹ che được phần bụng rất là tốt luôn. Hàng này chất về vải von cá cho cả nhà mình, may kỹ lưỡng hai lớp nha, khóa kéo phía sau lưng. Phong rất là đẹp nha các chị. Rồi mã sản phẩm là 1469. Để em thay cho chị mình thêm cái em đầm mà sơ mi màu trắng đây nha cho mình coi thử. Chị Chính Vũ. U45 mặc đủ em được chị, thoải mái. Là mình shop em chuyên trung niên, mình cứ thấy cái nào mình thích thì mình chốt đơn thôi cả nhà. Em ở trên live là em đã giới thiệu với mình rất là kỹ rồi đó, và chị cứ nghe em giới thiệu nè, nhìn ở trên live thấy sao thì ở bên ngoài nó y chang vậy nha chị ơi. Nhận hàng thấy đẹp thấy ưng quay lại đây comment review cho em nha. Rồi bây giờ này các chị tiếp tục nè, mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1470 ha. 1470 này các chị, cổ sơ mi khác màu, còn cái phần thân váy là von, mà von hoa dập nổi đó các chị, von hoa nổi. Thì không biết ở đây là cả nhà đã có von hoa nổi này chưa. Von hoa nổi này khá là đẹp đó các chị ạ. Cả nhà nhìn dùng em, những cái hoa màu trắng trắng này nè thì nó sẽ nổi nhẹ lên trên mặt vải nha. Và cả nhà mình sờ lên thì nó rất là ok luôn, vẫn mềm mại nhẹ nhàng dễ chịu, không hề khó chịu gì cả. Đó. Rồi có phối cho cả nhìn thêm hoa màu hồng hồng tím tím rất là xinh xắn luôn. Đầm này thì dĩ nhiên là phải may hai lớp rồi các chị. Đó, cái đầm von cát này cũng hai lớp.
Đầu này cũng hai lớp luôn, mã sản phẩm 1470. 1470 ngày hôm nay em giảm giá, chỉ còn có giá là 259.000 đồng. Đó, 259.000 đồng ra màu trắng. Thì thường thường cả nhà thấy á, là đầm trung niên bên em, mẹ nhà em có mặc với một số mẫu, là em chỉ về cho mình là thường á, là em về màu đen nhiều. Màu đen, màu xanh đen, màu nâu, màu tím. À, nói chung là những cái gam màu mà đó, tối tối chìm chìm, màu da là thấy sáng lắm rồi đó. Nhưng mà đợt này em mới có về cho cả nhà mình một số màu trắng, giống như cái này sơ mi trắng này nha. Rồi cái đầm này là cổ tròn trắng, cổ tròn trắng hoa màu vàng nhạt. Còn em đang mặc trên người là sơ mi trắng hoa là màu hồng tím. Đó, thì dạo này em có hay về những cái gam màu sáng, đây màu vàng tươi nữa nè. Đó, thì có về những cái gam màu sáng cho mình. Thích tím thì em có tím luôn. Chị nào thích tím thì em tìm sim em có luôn nha. Mới về nha các chị. Chị nào thích tím thì em tìm sim là em có luôn. Đó. Thì em có những cái gam màu như vậy cho mình thường vậy đó. Thường là đầm trung niên là về cho mình những cái màu tối tối. Và những cái gam màu sáng thì thường rất là ít khi về. Chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ nha. Mẫu em đang mặc trên người có thấy bình luận chị sao không nghe em đọc. Dạ. Em cũng thấy bình luận của chị nên chị. Nhưng mà em nghĩ em tưởng trong đầu em là em đọc rồi đó. Chị Trần Ngọc Huệ 146965kg đúng không ạ? Em thấy nó hiện lên, em nghĩ trong đầu em là em đã đọc rồi luôn á chị ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. Rồi 259.000 đồng nha. Các chị yêu mình thông cảm nha. Nhiều khi mình bình luận em thấy á các chị. Đó, nhưng mà em nghĩ vậy đó. 55kg CL chị, tùy theo chiều cao vòng em tư vấn thêm nha. Đầm này 40 cho tới tầm 65-66kg. Eo tới đây 85-86 độ về, may kỹ hai lớp kèm luôn hai túi khóa kéo phía sau lưng, bên trong có lót thun cô tông cùng màu trắng ở cạnh nhà mình luôn ha. Dáng đầm mềm mại, em cao 1m65 đó các chị. Đầm này là em mặc dài qua gối em một khúc luôn nè, cả nhà thấy không, đẹp chưa, hai lớp luôn. Đầm này thì được nhiều chị khách review là ở bên ngoài nó đẹp hơn trên livestream. Cả nhà đang theo dõi livestream, cả nhà cho em xin một chấm nha, cho em xin một chấm chấm bài dùm em nha các chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1470, 1470 259.000 đồng, 1470 259.000 đồng. Đầm này bên ngoài đẹp hơn trên like nha các chị. Ở trên like cái màu trắng á, nó bị bắt sáng quá đó các chị, mình nhìn không có kỹ. Ở bên ngoài nó đẹp hơn trên like nhiều. Và cái hoa này ở trên livestream nó cũng không có xinh. Hoa này ở trên livestream nhìn nó không đẹp bằng bên ngoài luôn các chị. Đây cái hoa này nè. Đó, dễ thương không? Hoa 3D màu hồng hồng tím tím. Ở bên ngoài nhấn mạnh luôn, cái đầm này ở bên ngoài nó dễ thương hơn trên live nhiều nha các chị. Ở trên live stream mình nhìn nó vớt đẹp đi mấy phần rồi đó. Rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem một khác nha. Ừ, đầm này đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn luôn mã số với số điện thoại cho mà được luôn này các chị ơi. Đó, chỉ cần có giá là bao nhiêu là ta quên là 259.000 đồng. Em lên cho mình cái gam màu này ha, xanh xanh tím tím hồng hồng, rất là dễ thương luôn. Hai size 150. Dạ chị Nguyễn Ly Ly. Đầm này em có một màu chị, hồi bữa em có cái gam màu mà hoa nhí nữa, nền đen hoa nhí li ti y chang vậy luôn chị. Nhưng mà em bán hết rồi. Đó, cho nên chị mình thấy á, thường là bán á, thì nó dĩ nhiên nó không có còn. Nhưng mà bán hết rồi thì em không về lại nữa. Đầm ở shop em là thường là chỉ về một đợt rồi qua luôn qua mẫu khác, mẫu mới chứ không về đi về lại một mẫu. Đây em có luôn cho mình cái đầm này. Đầm suông nha cả nhà, lên phong suông ha. Đầm này hôm nay em giảm giá 150. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1420. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1420. Chị khách nào mình chưa có đầm này của em thì mình đặt hàng sớm luôn ạ. 1420 kèm số điện thoại giá là 149.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 149.000 thôi. Đó, cổ tim nha cả nhà ơi. Tay ngắn ngắn đầm này trước là 7 von hàng. Đó, đầm này thì cũng vừa phủ gối em thôi. Đầm này nó vừa phủ gối em thôi các chị ạ. À, khóa kéo phía sau lưng ha. Hai lớp, hai túi khóa kéo phía sau lưng kèm luôn cái sợi dây để buộc eo. Cả nhà thích buộc phía trước hay buộc phía sau gì đều được hết. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1420. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1420. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng sớm nha em luôn. Là 1420 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Em chỉ chốt đơn trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị ơi, không có áp dụng bên ngoài ha. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho giùm em. Đó, nền vải màu xanh xanh, phối cho cả nhà mình hoa màu hồng hồng tím tím. Von hàng cho cả nhà mình, may kỹ luôn hai lớp, kèm luôn hai cái túi hai bên và khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1420. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì nhanh chóng lên đơn sớm để dùng em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. À, 1420 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Hai size cuối cùng cho cả nhà mình luôn.
1420. 1420 em sẽ có giá cả nhà mình là hai size nha. Size M 5 cái và 18 cái size L. Ui, cái gì đây? Size M 5 cái và 18 cái size L nha cả nhà, 40 cho tới là tầm 55 kg. Và eo tối đa thì eo tầm mặc cái kế nằm trắng cho chị xem với. Nhớ chốt 1469 hả chị? Dạ đúng rồi chị, 1469 là sơ mi chấm bi. Cái kế cái nằm trắng. Cái kế cái nằm trắng là cái này đúng không chị? Sơ mi hoa màu xanh dương. Sơ mi hoa màu xanh dương đúng không chị ơi? Phải nói không nè. Rồi thích nằm nào đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai ra cả nhà mình luôn nha. Kế nằm trắng sơ mi màu xanh dương hay chị nói cái này. Cái này em treo trên này nè là cái nằm maxi. Đó, rồi cái nằm này cái nằm hoa màu vàng. Đó, rồi em đang mặc trên người mà hay là chị nói cái này. Cái này là chiếc lá mùa thu. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1420 nha cả nhà. 1420 chị khách nào đặt hàng mình tranh thủ. Em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm cái em đầm này. Sơ mi màu xanh lông cong, rất là xinh xắn luôn. 56kg vừa chị ơi. 56kg em đầm này lấy size L cho em đi. Hai size, size M với size L, 40 cho tới tầm 55-56kg. Và eo tối đa em tầm 75-76 đổ về. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mã sản phẩm là 1420. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em luôn. 1420 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chúc trong bài livestream hôm nay không áp dụng bên ngoài nha các chị ơi. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Ơn đầm nào đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai ra cả nhà mình luôn ạ. Đây cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468 cả nhà nha. Đó, tay lỡ cho cả nhà mình, cổ sơ mi tay lỡ, ôm eo dáng xòe nha. Em may cho cả nhà mình hai lớp, có khóa kéo phía sau lưng, cái gam màu này màu xanh lông cong nha các chị, gam màu xanh. Vậy chiếc phong cho cả nhà mình. Trong livestream này em chốt luôn là 299.000 đồng nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468 nha cả nhà ơi. Em đang có cho các chị mình là đầy đủ 4 size. Ui, xe M còn một cái. Xe M còn một cái nha các chị ạ. 1468 299.000 đồng 4 size. Size M, size L, XL với lại 2XL. 40kg cho tới là tầm 68kg, 40-68kg, em tới đây tầm 88 độ về mặt đẹp ha, 299.000 đồng mã sản phẩm 1468. Cái em đầm này gì mà bán chạy quá trời, cả nhà ơi. Đó, cái em đầm này em ít mặc. Em đầm này em ít mặc đó các chị. Rồi, size M còn một cái nha. Như thế hết live stream này nó hết luôn á các chị. Còn size LXL hết nè, còn xem nhau, bằng nhau. Rồi, đầm này 40 cho tới 68kg nha các chị. Eo tối đa thì eo tầm 88 độ về, mã sản phẩm là 1468. Chị nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình đặt hàng thật là sớm nha em cả nhà nha. 1468 với số điện thoại cả nhà. Trước là về trước phong cho cả nhà mình ha. Em may kỹ hai lớp, khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn. 1468 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Mã sản phẩm là 1468 nha cả nhà. Đặt hàng đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn. Số lượng rất ít nha chứ không có nhiều nha các chị ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm đi giùm em. Em chào chị Ngọc Vy ạ. À. Em chào cả nhà mình mới vô. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468, tranh thủ đặt hàng sớm nha. Thường thường em live vào khung giờ mấy giờ? Dạ thường thường em live vào 11 giờ rưỡi buổi trưa. Buổi trưa em sẽ live vào khung 11 giờ rưỡi nè. 1 giờ rưỡi đó, 11 giờ rưỡi nè, 13 giờ rưỡi nè, 13 giờ 30 nè, với lại khung giờ tối. Khung giờ tối là 6 giờ 30 phút. Hàng ngày thì em sẽ like 3 lần trong trang này. Cho cả nhà mình thích á, thì mình có thể ấn theo dõi và đón xem vào 3 khung giờ này nha cả nhà ơi. 3 khung giờ là like, hầu như là ngày nào cũng like hết. 11 giờ 30, 13 giờ 30 và 6 giờ 30 chiều tối. Thường là 6 giờ, thường là các chị yêu mình hay là canh 6 giờ 30 chiều tối là vô coi nhiều á, cho nên cả nhà có thể là đón xem. Dạ mỗi em đang mặc trên người 1468 đúng rồi chị. Đặt hàng đầm này thì mình comment sớm cho em ha. 1468 với số điện thoại trên màn đường nha các chị. Mẫu đầm này đã khép lại bài livestream này rồi nha. Cả nhà vào sau thời coi lại hoặc là đón xem bài livestream kế tiếp, xíu nữa có bài livestream khác cả nhà nhé.